Lô chào mừng bạn đến kênh nha. Tôi sẽ chơi My Talking Tom 2 nha. Nhưng mà chơi về em tương tại là khi tôi muốn đi Tom muốn đi vệ sinh này. Anh sẽ cho Tom đi vệ sinh. À sau đây level 9 rồi. Ok, đã đẩy level 9 nha. Đã cấp rồi. Đưa ăn sinh nhật không? Đưa ăn sinh nhật. Ôi nâu, mình đang muốn cho tắm mà cho tôi một tắm cá đấy. Ui xà phòng gì ấy, hình quả tên lửa à? Trời ơi ra nhiều bọt thế nhỉ. Được đấy, sẽ cho thật nhiều bọt là cho sạch sẽ nha. Rồi rất nhiều xà phòng luôn. Ok tắm cho tổ. Mình sẽ cho ăn một quả ớt đi. Cho cay. Ha ra lửa luôn. Ok và sẽ cho vào đây tay sinh tố. Một loại sinh tố đặc biệt. Sinh tố hốt. Hốt. Bị xê sẩm mặt mày à. Thêm một. Sẽ cho hai cái này vào nhau. Ôi no. Sao đã xảy ra một vụ nổ phải sửa rồi. Ôi đâu không nhìn thấy gì rồi, phải dọn mấy này đi. Được, sinh tố của tôi đâu? Đây rồi, cho tôm ăn. Ok à, mình được một lượt quay nha. Quay được điều gì đây? 20 tiền, còn lấy ít ỏi. Mình đã còn rất nhiều tiền đấy nhỉ. Mình sẽ dọn cái đống này đi. Thật là bẩn. Ok, lần này mình sẽ chơi với Tùng. Xem có trò gì đây. Ice Smash à? À, cho bắn cái hộp. Nhìn Tùng đứng bắn. Ok, biết cách chơi rồi. Bắn tôi ước mấy đấy rồi. Thôi mình chơi đâu. Thôi anh chơi đâu. Mình phải đi làm cho tôi vui vẻ mới được. Xem tôi thích chơi gì nào. Đấm bóp đi. Ôi no. Đào cáp. Sời những đòn đánh thật là siêu. Tùm. Phải hạ cái này bằng được. Này gì? Ôi đau. Tùm bị hạ gục. Bắc. Trò đấy hạ gục. Tùm chơi trò này đi. Đứa quay à? Ờ mình sẽ cho Tùm chơi trò đây. Đứa nhảy. Bay. Rồi lộn vòng rồi à? Ghê ấy. Ghê đấy nhỉ. Ghê đấy nhỉ. Oh. Tôi này. Thế bay lên nóc nhà luôn các bạn ơi. Phải mình thử không đỡ nha. Đây, ha ha này. Sập mặt chưa à? Anh cho mình. Chữa bệnh cho Tùm. Này, sóng mặt này. Hét cho tỉnh người luôn.
Xin bệnh rồi. Và tạm biệt Tùng, chúng ta sẽ qua game khác thôi. Hello, chúng ta quay Nothing trở lại happens với cái unless we zombie like it. nào. Oh! Mình sẽ sử dụng những cái vũ khí thật là độc đáo dành cho chú Tùng ngày hôm nay. No, 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 not that. À, một chiếc bánh xe. Mateshka! Mateshka! You're playing a Keyblade, aren't you? Get off me, Freddy! No, 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 no! Màu nâu này. Incision! Bước đi nó cắt. Cắt nhỏ luôn. Hiểu, hiểu. Tôi chọn một chiếc. Zombie chưa nha? Những con zombie xuất hiện thật là man rợ, là ghê. Chúng sẽ tấn công vào đây, tấn công vào đi. Còn lại gì sau cơn mưa à? Nào, đã tan tành. Ta sẽ chọn vũ khí khác để nó mất dạy. À, chạy mất đi cực kỳ ghê gớm. Chọn Hell Spear đi. Con quỷ vương đã đốt lửa chỗ này. Bốc cháy luôn. My God, why? Chắc không biết đâu. Ai! Ai gì You're a bad person. Stop, drop and roll. What's wrong with you? What's wrong with you? Oh, my biscuits are burning. Ow! Ai từ mê đen. Chúng vũ khí trả tấn. Chỉ cần đợi bước đi dậy là có thể trả tấn rồi. Thì vẫn đang giả vờ ngất hoặc cũng có thể là ngất thật. Đây là my own match for you. Truce, truce. Như chiếc gai à? Các bạn thấy những chiếc gai này đang đau cái gì? Cực kỳ đau, nhưng Buddy không thể nào mà chịu nổi. Cho Buddy đi cầu thang máy xuống địa ngục. Mời cả ra đó chào hành khách Buddy. Đây rồi. Đi chúc anh khách Woody có một chuyến đi thật may mắn. Nhưng mà nâu, nó không hề may mắn. Không hề may mắn chút nào. Oh yeah. Con trời ma. Con trời ma lên đây trên biển cả. Chào mừng Woody đã quay trở lại. Một cây lưỡi hái của tử thần để chém Woody. Early này. Chém phát bay mặt. School bomb. Choose. Hết rồi.
mình vào này đốt. Cháy to luôn.